Cách làm đậu hũ trứng chiên. Bạn cần có đậu hũ non, 2 quả trứng gà, 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê tiêu. Bạn lưu ý miếng đậu hũ non còn tươi có màu trắng tinh. Bước 1. Đập trứng lấy lòng đỏ trứng gà. Ở bước này bạn nên cẩn thận đấy nhé. Sau đó bạn cho muối, tiêu vào trứng, dùng đũa ngắn đánh đều tay. Cắt miếng đậu hũ non thành 4 miếng vuông nhỏ. Sau cùng bạn mới cho đậu hũ vào ướp với trứng. Lưu ý khi ướp đậu hũ không được đụng vào miếng đậu hũ. Bước 2. Cho 250ml dầu đun sôi. Sau đó cho đậu hũ vào, đảo miếng đậu hũ cho ngấm đều dầu cho đến khi miếng đậu hũ chín vàng đều là được đấy bạn nhé. Bước 3. Gấp nhẹ từng miếng đậu hũ ra rá và để ráo. Bạn có thể dùng cà chua hay dưa leo để trang trí thêm cho đẹp mắt. Đậu hũ chiên trứng là một món khai vị, rất ngon lại bổ dưỡng. Bạn hãy dùng món này chấm với muối tiêu chanh sẽ rất ngon.